Chào mừng tất cả quý vị đến với Trò Chuyện Với Tương Lai. Và trong số lần này, xin trân trọng giới thiệu nữ diva Mỹ Linh. Tiến không biết chứ lần đầu mình đi thi hát, mình hát oét hỏng còn kém hơn cả những cái bạn mà nghiệp dư bây giờ ấy. Dạ. Ở trong Sài Gòn 3 tháng mượn xe của bạn và lang thang mọi ngõ ngách để tìm cơ hội cho bản thân, chứ cũng không phải tự dưng mọi thứ nó cứ tốt đẹp ngay. Mời nhân vật xuất hiện ở đây để cùng chia sẻ câu chuyện với Tiến và ca sĩ Mỹ Linh nhé. Khi mà em học bên trường nhạc viện thì em thấy là cái duyên với lại cái nhiệt huyết trong cái ngành nghệ thuật hình như nó không có còn nữa. Với lại là bên cạnh đó là song song là những bạn đồng trang lứa với em có nhiều cái cơ hội hơn. Chị Mỹ Linh có bao giờ gặp con đường khó khăn hơn người khác chưa? Có. Chị đi hát ở một chỗ tên là Kim Liên ấy, nó là một cái vũ trường. Và chị lúc nào cũng chỉ đến ngồi đợi để xem ai đến muộn thì mình mới được hát thôi. Chứ cũng không phải là người ta đã cho mình ngay cơ hội á. Thì chị nghĩ rằng là cháu cũng hơi vội vàng hay hơi nóng á. Bởi vì là nhiều khi á, nó không nhanh thế đâu. Làm sao để mình biết được là nó còn phù hợp với mình không, hay là giống như nếu mà mình cứ bám theo nghệ thuật thì giống như cái sự níu kéo khi mà cái thời của mình nó đã qua rồi. Em có vui với cái ngành này và mục tiêu cuộc đời của em là gì? Bởi vì anh biết nha, kể cả khi năng khiếu mình hơi hạn chế một tí xíu, nhưng nếu em thật sự mê nó, thật sự thích nó, thật sự yêu nó mà em lại có sự kỷ luật nữa thì sớm muộn gì em cũng sẽ có thành tựu. Con có một cái mâu thuẫn như vậy là khi cơ hội đến với con, bây giờ tự nhiên tính cách của con nó không có cởi mở và muốn thử như ngày xưa. Cô không khuyên là con nên làm gì, nhưng mà không phải mình học đàn tranh có nghĩa là mình phải đi biểu diễn ở chỗ này hay phải đi biểu diễn ở chỗ kia cho hàng bao nhiêu người xem. Các bạn hay nản lắm. Nếu mà giả sử mình ở nhà mình được yêu thương nhá, nhưng khi mình ra đời mình không phải là như thế. Mình ra đời mình phải làm với một cái tâm thế là mình là người đi học việc. Và khi mình đi học việc là mình phải học hỏi. Bây giờ nếu mà mình không thể chịu được những cái chữ nhỏ thì đến lúc việc lớn đến mình không thể chịu được. Từ đầu em cho rằng cái việc học hai ngành sẽ giúp cho em có nhiều cơ hội hơn, nhưng thực chất nó lại đang làm mất đi cơ hội của em trong một ngành tập trung. Dạ đúng. Thì các cụ bảo mà, một nghề thì sống mà đống nghề thì chết mà. Em phân vân, em đắn đo, em suy nghĩ nhiều, nhưng em chưa tìm hiểu nhiều. Em chỉ để cái suy nghĩ đó là của mình thôi. Còn nếu như một người như anh nha, khi mình thắc mắc cái gì là mình phải tìm câu trả lời cho cái đó bằng mọi cách. Và khi có câu trả lời rồi mình mới nên quyết định.